Xe Nga thì thực sự rất là nặng. Xác của chiếc xe này nặng đến 3 tấn. Và để cõng một chiếc xe 3 tấn này thì xe Nga sử dụng động cơ Cummins 2.8 lít. Xin chào tất cả các bạn. Đây là chiếc xe Gas 17 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga. Và xe Nga thì nổi tiếng là nồi đồng cối đá. Chiếc xe này cũng không hề ngoại lệ. Đặc biệt là chiếc xe Nga bây giờ cũng rất tiết kiệm nhiên liệu rồi. Thực tế chạy đường hỗn hợp thì chiếc xe này tiêu thụ hết 10 lít 3 từ Hải Phòng về Hà Nội. Nói qua về kích thước chiếc xe này, chiếc xe có form như Hyundai Solati vậy, với chiều dài là 6m4, chiều rộng 2m06 và chiều cao là 2m83, cực kỳ rộng rãi thoải mái. Để tương xứng với chiều cao của chiếc xe này thì dòng Nga đã trang bị lốp kép. Với chiếc lốp kép này thì không đơn giản chỉ là thêm một lốp, mà nó còn thêm sự an toàn, thêm sự chắc chắn cho khách hàng, mà nhất là những khách hàng Tây Bắc. Chiếc lốp đôi này thực sự đem lại một hiệu quả cực kỳ là tốt. Bề ngoài chiếc xe này đẹp hay xấu là do cảm nhận của mỗi bạn, nhưng chiếc xe này quả thực nó không có những nét đẹp nhẹ nhàng tinh tế. Giờ chúng ta hãy cùng vào cabin để xem cabin của chiếc xe này nó như thế nào. Cabin khoang lái của chiếc xe Nga nó không được chăm chút quá nhiều về mặt màu mè, nhưng nó cũng đủ để cho người lái được thoải mái nhất. Đây, như ghế con xe này nó là ghế 4D. Đấy, nó có thể ngả ra này và nó có thể chỉnh lên xuống. Ngoài ra còn một nấc chỉnh nữa, chỉnh độ choãi của ghế, choãi lên đấy. Đấy, ghế 4D ngồi rất thoải mái. Và cái chất nỉ của Nga này, tuy nó chỉ là ghế nỉ, kể cả ghế lái hay ghế hành khách, nhưng cái chất nỉ của nó rất nhiều cao su. Đấy, hàm lượng cao su nó cao lắm. Nên với cái ghế Nga này các bạn đi có thể 10-15 năm không bao giờ nó có hiện tượng xẹp hay lún. Và thực tế đã được chứng minh ở những chiếc xe tải của Nga chạy ở Việt Nam mình đến mấy chục năm rồi. Cho nên là với chiếc ghế nỉ này các bạn chỉ cần bọc da vào là ok. Còn chiếc xe này của nó có những gì? Thì đầu tiên đó là hộp số. Hộp số của chiếc xe này nó hộp số 5 cấp. Có nhiều người thì thích hộp số 6 cấp, nhưng đặc biệt đường đèo thì hộp số 5 cấp nó sẽ thể hiện ưu thế vượt trội của chiếc xe này. Cái cơ bản xe này có gương chỉnh điện đấy. Và gương của chiếc xe Nga này nó cũng khá là hầm hố to, dày. Đây, có thể chỉnh điện, bật lên để chỉnh các bạn xem. Đấy. Tiếp theo là về vô lăng. Nó thực sự là không có quá nhiều thứ để mà nói về chiếc vô lăng này, ngoài chỉnh volume lên xuống, chuyển bài và một logo gác mạ vàng ở chính giữa đây. Xe này thì được trang bị một thứ cũng khá là quan trọng, đó chính là hệ thống cruise control, ga tự động. Cho nên yên tâm khi các bạn đi những đường cao tốc ấy, thì sẽ không phải lo về việc bị quá tốc độ đâu. Để phục vụ cho giải trí thì xe được trang bị màn hình cảm ứng rồi. Đây. Ở dưới đây là hệ thống dàn nóng lạnh. Đây là điều hòa của nó. Đây có sấy kính này, ghế trên, ghế dưới này, gió này. Đây là gió khoang cabin và đây là gió khoang hành khách. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một khoang quan trọng nhất, đó chính là khoang hành khách. Bởi vì dù sao chiếc xe này người phục vụ cuối cùng đó chính là hành khách. Hành khách có thích hay không thì các bạn mới có tiền được. Mời các bạn xuống khoang cabin. Trước khi lên khoang cabin thì các bạn nhìn này, đúng là đồ của Nga. Các bạn sẽ không bao giờ thấy được một cái dây trượt mà nó hầm hố như dây trượt của Nga đâu. Nhìn thấy dây inox chưa? Nó dày dặn, nó khác hẳn với các dòng xe khác. Chính vì độ dày chắc như thế này này, cho nên cửa mở kỳ êm mà nhẹ. Đây, bật lên xuống tự động. Bây giờ mời các bạn lên. Cảm giác đầu tiên của tôi, và tôi chắc là rất nhiều hành khách cũng có cảm giác vậy, đó là rộng rãi, thoải mái. Đây, như tôi cao 1m8 mà chiếc xe vẫn còn cách đầu khá khá một đoạn. Như vậy thì yên tâm là chở Tây hoặc người to ăn đầu cũng vô tư thôi. Và chiếc xe này thì về đến công ty Tây Đô thì đã được trang bị bật ngả rồi. Đó. Ngả rất là sâu. Và cái thép của Nga thì cực kỳ chắc chắn, các bạn yên tâm là. Ở cuối cùng khoang này thì nó là cửa sau.
Đây, cửa sau của chiếc xe gas này mở rất rộng. Đây, cái chỗ này bật lên xuống. Thực ra là chiếc xe ở Nga người ta dùng cái đằng sau này để lên xuống đón khách, chứ không như của Việt Nam chỉ duy nhất để đồ đó. Và các bạn nhìn nhé, riêng cái cửa này nó có các cái điểm này. Đấy, nó có cái móc hít này ở trên. Đấy, đúng là xe nhập của khác, nó khác hẳn. Bạn nghe thấy chưa? Khi đóng một phát thì gần như cửa chắc lịch luôn. Yên tâm là chạy chiếc xe này độ bền bỉ rất cao, và các bạn có thể khai thác nó trong vòng rất rất nhiều năm. Nó khác với những xe lắp ráp trong nước chỉ được thời gian đầu thôi. Và một điều làm nên thương hiệu của chiếc xe gas này, đó chính là hệ thống khung gầm. Duy nhất dòng xe gas nhập khẩu của Nga khung gầm mới được bảo hành 8 năm. Đây, qua lốp kép này thì các bạn nhìn thấy đầu tiên, đấy, nó là 4 nhịp dẻo. Và đặc biệt là sắt xi của nó như một chiếc xe tải 5 tấn ấy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, với các con quay ở kia các bạn nhìn thấy. Đây, với các cái, đây là các cái con quay giảm chấn của nó này. Đấy, con quay giảm chấn. Nó có 8 con quay từ đầu đến cuối này. Các bạn nhìn hệ thống khung gầm của nó. Đây, nhìn lại một lần nữa. Đấy là hệ thống khung gầm dưới. Còn ở trên thì chiếc xe được trang bị hệ thống giảm sóc Purelang với thụt trong nhíp và hai càng trên càng dưới. Bạn nhìn thấy hệ thống của nó dày dặn khủng khiếp chưa? Có lẽ là cảm nhận duy nhất là các bạn cứ thử đi vào các con đường xấu đi. Và khách của tôi cũng test rồi thì thực sự nó mang lại cảm giác êm ái cực kỳ tuyệt vời. Với những người đầu tư thì điều quan trọng nhất đó là chiếc xe phải bền bỉ, khai thác được lâu dài. Còn về hành khách thì khi lên chiếc xe này không một khách nào có thể chê được cả, bởi vì thực sự nó quá rộng rãi và thoải mái. Nếu các bạn cần thông tin về chiếc xe này thì hãy liên lạc với tôi với số hotline ở dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.